Đèo Cường đi thăm hang đá ở Quan Hóa. Đây là khung cảnh rất đẹp. Đây là cái gì của Quan Hóa nhỉ? Hang Phi Quan Hóa. Tôi quay, tôi gửi cho anh cái clip đi. Nè, quan không này, nhìn nào. Đó, đẹp. Lại. Đây. Thầy Cường khi đi lên thì mặc quần đùi. Lên bừng lát nhá mọi người nhá, đây là lên bừng lát. Rất đẹp. Nước trong veo. Quãng đường từ Thọ Xuân lên Mường Lát đi qua Quan Hóa. Thầy Cường quay mặt ở đây. Đây, thầy giáo Cường phải cấp 3 Mường Lát. Cá, cát á. Đây là thầy giáo Cường quay xích đu ở hang Phi, trải nghiệm đất Quan Hóa. Mẹ rơi đến bịch một cái xuống thì thôi. Chúng ta phải lên được nhiều. Chịu. Bám tay khỏe lên là lên, chứ có gì đâu. Đúng rồi, rồi. Ok. Đưa mạnh lên là đánh đu được, có gì đâu. Nhún dứa, nhún mạnh lên. Nút mạnh lên. Hả? Bám tay mạnh chắc vô, hạ chân xuống. Bám tay mạnh vô, bám thấp xuống. Mạnh vào. Giữa. Cảnh rất đẹp.